có dáng xe hơi không anh? À, anh đang tiến hành ráp trắng ngọc trai ánh xanh cho một con ô tô ha em nha. Xe này màu zin của nó cũng là màu trắng, thì anh khách chọn dòng trắng ngọc trai gắp lên vừa đẹp hơn zin mà vừa bảo vệ nước sơn zin theo thời gian luôn. Chống chày va quẹt rất là cao, rất là ok. 3 đến 5 năm sau tháo ra sơn zin vẫn đẹp, không cần phải mua bảo hiểm thân xe luôn. Ok, đặc biệt là cái màu ngọc trai khi mà mình chạy ra ngoài nắng và nó thay đổi theo cái góc nhìn á, rất là đẹp, rất là sang.